không chỉ riêng là Jay Clayton nói vậy các bạn các bạn thấy được là luật sư của Rayscale đây thì cũng đã đưa ra cái uh, nhận định với lại SEC đó là SEC không những là cho phép Bitcoin Future được thông qua mà gần đây đó SEC còn cho phép luôn cả Bitcoin Leverage ETF Future được thông qua có nghĩa là cái quỹ ETF đòn 7 dựa theo giá Future của BTC cái sản phẩm Futures đã có rủi ro rồi cái sản phẩm đòn 7 này còn rủi ro hơn nữa nhưng mà SEC vẫn cho thông qua đây là một quyết định rất là tùy tiện trong khi mà tới bây giờ họ vẫn chưa có cho một cái Bitcoin Spot ETF nào thông qua hết và đối với lại Rayscale đó thì họ nói là cái sự hứng thú liên quan tới những cái quỹ futures này đó vẫn đang tăng lên và rất nhiều cái sự hứng thú liên quan tới cái sản phẩm leverage future ETF này cho thấy được là những nhà đầu tư đó thì họ đang rất muốn tiếp cận thị trường BTC này Cho nên SEC nếu muốn bảo vệ nhà đầu tư đó Thì nên cho thông qua một cái Bitcoin Spot ETF Và đương nhiên các bạn đã biết là Rayscale Thì các quỹ GBTC mà họ đang muốn chuyển thành quỹ Bitcoin Spot ETF Bây giờ vẫn chưa được thông qua Và các bạn thấy được là SEC đã từ chối Sau đó họ kiện SEC là tại sao cho thông qua futures Bây giờ cho thông qua đòn bẩy futures mà không có cho thông qua một Bitcoin Spot ETF và đối với the scale đó các bạn đã thấy được là cái sự sôi động trở lại đối với ETF đó cũng đã ít nhiều gì cứu vãn được tình hình của grayscale tại vì các bạn thấy được là cái cổ phần của GBTC đó đang âm trước đây không lâu đó hồi tháng 3 các bạn thấy được là âm tới hơn 45% lận có nghĩa là cái giá của cổ phần này so với lại cái giá trị của BTC họ lưu trữ đó là khoảng cách tới 45% tại vì sao tại vì cái cổ phần này không thể trả về Grayscale để mà lấy BDC được Cho nên cái tính thanh khoản nó không có cao cho nên các bạn thấy được là cái uh, mức discount nó rất là sâu như thế này nhưng mà sau khi mà có thông tin liên quan tới Ray muốn có một cái spot ETF đó, thì uh, cái phần trăm discount của GBDC đã giảm xuống còn âm 27% mà thôi. Ngoài trừ những cái điều đó ra thì các bạn thấy được là chúng ta cũng có hàng loạt những cập nhật liên quan tới SEC. Đầu tiên hết đó, chúng ta thấy được là công ty Paradam đây là một cái công ty đầu tư trong thị trường crypto này, thì công ty này họ đã uh, gửi tới một văn kiện cho thẩm phán uh, mà sự cái dụ của sàn Bitrex Các bạn đã biết là sàn Bitrex cũng là sàn mà bị kiện bởi SEC Tuy là sàn này đã đóng cửa rồi nhưng mà vẫn bị kiện Và sàn Bitrex bây giờ đó thì học theo Coinbase nói là SEC không có thẩm quyền Và công ty Paradigm này đó cũng đã gửi một lá thư tới à, Với cái tư cách đó là người trong thị trường crypto này Để mà giải thích, để mà hỗ trợ thẩm phán ra quyết định về cái vụ kiện giữa SEC và Bitrex Thì công ty Paradigm cũng đã đưa ra dẫn chứng là SEC đó đã quá lạm dụng cái cách kiểm tra tài sản nào là chứng khoán là cái kiểm tra how we test chúng ta đã từng nói tới rất nhiều lần thì công ty paradam nói là scc đó không thể gợp chung khi mà một loại tài sản nào được bán bởi công ty phát hành và tài sản đó được giao dịch ở trên sàn hai cái đó là khác nhau ý của paradam nói đây đó là họ đã xem hết tất cả các vụ kiện của SEC trước đây liên quan đến chứng khoán các bạn các bạn đang nhìn thấy được là trên màn hình ở đây là cái văn bản được gửi đến với Paradigm rất là dài luôn đương nhiên thuận chưa có đọc văn bản này được các bạn tại vì hôm nay công ty cũng khá là bận nhưng mà văn bản này các bạn thấy được là có tới 180 trang nhưng mà cái mà chúng ta nên hiểu đây đó là họ list tất cả những vụ kiện từ trước tới bây giờ giữa SEC và những công ty khác không phải liên quan đến crypto của bạn nhưng mà những công ty khác và cái cột mà các bạn thấy là investment contract file có nghĩa là thẩm phán cuối cùng có chấp nhận là cái tài sản đó cái hợp đồng đó là một chứng khoán hay là không và các bạn thấy được tất cả những cái điều kiện này đều để chữ yes thì lý do mà họ lựa chọn những cái điều kiện này tại vì họ nói là trong tất cả những điều kiện này trong lịch sử của SEC chưa bao giờ thẩm phán trong tất cả vụ kiện này đưa ra quyết định là không những là cái người mà bán tài sản đó lúc bán là một chứng khoán mà tài sản đó sau khi được bán rồi giao dịch trên sàn cũng coi như là chứng khoán luôn ý của Pelham nói đây đó là chúng ta cần phải tách rời hai cái ra giống như là các bạn thấy được là vàng là một hàng hóa không phải là chứng khoán nhưng mà một ai đó cung cấp dịch vụ đầu tư vàng giống như là thuận lưu chữ vàng sau đó là thường nói các bạn là các bạn đưa tiền đi à, thường có thể đầu tư vàng và kiếm lợi nhuận cho các bạn được thì cái hợp đồng đó là chứng khoán nhưng mà vàng bản thân không phải là chứng khoán Cái hợp đồng hay là cái token hay tài sản gì đó Thuận bán cho các bạn thì đó là chứng khoán Thì thường phải đóng phạt về phần đó Nhưng mà ngược lại vàng thì không phải chứng khoán Và đó cũng là lập luận từ Paradigm Chúng ta có thể thấy được là một công ty Giống như là chúng ta nói tới dự kiện của SEC và Ripple đi Thì có thể là lúc mà công ty ripple bán token xrp cái đó là một hợp đồng đầu tư các bạn mua trực tiếp từ cái nơi mà bán cho các bạn nhưng mà sau đó đó token xrp giao dịch trên những cái sàn thì đó không còn là chứng khoán nữa cũng tương tự như là vàng và hợp đồng vàng đó là cái lập luận đến từ Paradigm các bạn nhưng mà không biết là thẩm phán trong vụ kiện này sẽ nghĩ như thế nào. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là SCC đó cũng đang đối đầu với là công ty Coinbase. Các bạn thấy là SCC gần đây đã đối đầu với rất nhiều những vụ kiện. Thì đây là một cái nhận định đến từ là Lawman các bạn đã biết là công ty Coinbase đã đệ đơn lên trên thẩm phán nói là nên bác bỏ cái vụ kiện giữa SCC và Coinbase vì SCC không có thẩm quyền. Sau đó SCC đó thì lại đệ đơn trở lại nói là SCC có thẩm quyền. À, lý do tại sao SEC có thẩm quyền và là Coinbase là tại vì bản thân Coinbase đã từng chủ động nói là một trong những rủi ro là luật chứng khoán và Coinbase khi mà list những cái token lên sàn của họ thì họ cũng ít nhiều gì nhìn vào how we test nhìn một cái cách kiểm tra chứng khoán của SEC vì lý do đó đó bản thân Coinbase cũng đã chấp nhận SEC có thẩm quyền cho nên SEC có thẩm quyền với lại base đó là lập luận đến từ SEC nhưng mà Middle Lawman thì nói là một trong những điều mà SEC nói trong cái văn bản gửi đến cho thẩm phán không đúng sự thật đó chính là cái điều kiện library token LBRY trong vụ kiện này đó thì cuối cùng công ty library đã thu kiện các bạn token LBRY này là một chứng khoán nhưng mà thẩm phán cái điều kiện đó khi mà được hỏi là khi mà đồng LBRY này trade secondary có nghĩa là trade trên những sàn giao dịch ấy, thì còn là chứng khoán hay là không thì thẩm phán nói là không phải các bạn cho nên đây là điều rất là quan trọng trong những vụ kiện này tại vì các bạn thấy được là SEC kiện Coinbase kiện Bittrex tại vì cho giao dịch chứng khoán chưa đăng ký nhưng mà nếu như mà những cái token này cho dù khi được phát hành bởi công ty đó là chứng khoán giống như các bạn nói là Cardano khi mà được bán ICO là chứng khoán nhưng mà khi đã lên sàn Coinbase rồi thì đã không còn là chứng khoán nữa đó là cái sự khác biệt rất là lớn mà luật sư này muốn chia sẻ ở đây với các bạn đương nhiên những cái lập luận này đó khi mà ra tòa có trọng lượng hay không thì ra tòa mới biết được cái mà chúng ta nên biết ở đây đó là ngược lại sec nói coinbase là đã từng chấp nhận là crypto có thể được quản lý bởi luật chứng khoán thông qua cách làm của họ nhưng mà SEC cũng đã từng nói trước mặt của Quốc hội Hoa Kỳ hồi tháng 5 năm 2021 thì SEC, Chủ tịch Jay Gensler cũng đã nói là SEC không có thẩm quyền với thị trường này cho đến khi quốc hội giao thẩm quyền cho SEC. Lúc đó là cái lúc mà quốc hội bắt đầu tra khảo SEC, hạch hỏi về tại sao mà lại cho những cái sự kiện như là tuy Arrows Capital như là Voyager như là Sự xảy ra ở Hoa Kỳ thì SEC nói là tại vì mình không có thẩm quyền cái bài thứ lúc đó đó thì Gary Kansler đã dùng cái là mình không có thẩm quyền để có thể là Tránh được cái sự hạch hỏi đó Nhưng mà ngược lại bây giờ đó Thì Gary Gensler lại phải trả lời Là tại sao lúc đó nói là không có thẩm quyền Nhưng bây giờ nói là lại có thẩm quyền Trong khi luật quốc hội thì vẫn chưa được thông qua Nói chung thì vụ kiện này sẽ tiếp tục kéo dài các bạn Và chúng ta biết là cái ngày ra tòa kế tiếp Giữa SEC và combi Sẽ là ngày 13 tháng 7 Có nghĩa là còn 3 ngày nữa và cũng SEC Chúng ta nói tới một cập nhật liên quan tới Ripple Thì đương nhiên mọi người bây giờ vẫn đang xôn xao Lúc nào đó thì CEO của công ty Ripple cũng nói là sắp có kết quả, sắp có kết quả rồi Bao nhiêu ngày tháng qua, nửa năm qua vẫn chưa có một kết quả nào hết Thì đương nhiên có một số người thì họ không nhẫn nại nữa Thì luật sư John Dayton là một trong những luật sư mà theo dõi cái sự kiện này rất là sát Thì luật sư John Dayton cũng đã nói Thật ra đó là thẩm phán Taurus thẩm phán mà sử vụ kiện giữa Ripple và SEC đó rất là bận và có nhiều vụ kiện khác, cho nên cái việc ra quyết định bị trì hoãn đó cũng là việc dễ hiểu mà thôi. Và David Schwartz các bạn đây là CTO, cái Giám đốc Công nghệ của công ty Ripple đó cũng đã nói là thật ra chúng ta nên chờ tới cuối tháng 9 Bây giờ thì vẫn đi theo trình tự. Nếu như mà đến cuối tháng 9 mà vẫn chưa có kết quả nào hết đó, thì lúc đó chúng ta mới nên lo lắng là có thể đã có gì đó bất thường xảy ra. Cho tới lúc đó thì mọi thứ vẫn đi theo lịch trình mà thôi đây là cái thông tin dành cho những người nào mà đang chờ đợi tin tức đến từ dự kiện giữa SEC và Ripple. Cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một cái Launchpad token mới trên sàn Binance là Arkham Intel các bạn. Thì có hai cái drama xảy ra ngày hôm nay với cái Launchpad này. Thứ nhất đó là người ta nói là cái cách hoạt động của cái công ty này đó nhiều người cho đây là một cái trend là snitch to earn có nghĩa là các bạn báo cáo để có thể kiếm tiền thì cái cách đơn giản nhất để hiểu đó đây là một cái marketplace như đây là một cái chợ thì ở trên cái chợ này đó các bạn có thể là đưa ra giống như các bạn muốn biết là ai là chủ đứng sau lưng cái ví này hay ví kia tại vì các bạn biết là ở trên mạng lưới đó của onchain thì các bạn chỉ biết địa chỉ ví mà thôi nhưng mà các bạn muốn biết thêm thông tin về địa chỉ ví đó thì các bạn phải tự tìm và tất cả đều có trên onchain nhưng mà các bạn phải tự tìm và các bạn cần có phải có nhiều nguồn khác nhau nếu như mà các bạn muốn thực sự muốn biết là đứng sau lưng một cái cái địa chỉ ví đó là ai đó thì cực kỳ khó khăn thì ở trên cái chợ này đó thì cho phép các bạn đưa ra một cái giá và nếu như mà có người nào đó biết thông tin hay là có thể đi tìm thông tin được cho các bạn giống như các bạn bị lấy tiền các bạn người đó bây giờ là đang là ai nếu như có thể hay là cái số tiền đó bây giờ đang nằm ở đâu đang nằm trên sàn nào vân vân thì sẽ có người chấp nhận rồi sau đó họ sẽ đi tìm kiếm thông tin đó rồi sẽ đưa cho các bạn và đó là cách hoạt động của cái hệ thống Arkham Intel này cho nên người ta mới nói là báo cáo để kiếm tiền hay là mét người khác để mà kiếm tiền các bạn. À, thì đương nhiên đây là một cái khái niệm đối thần cũng khá là thú vị các bạn. Tại vì các bạn đã biết là một trong những câu hỏi chúng ta luôn muốn biết là cái địa chỉ ví lớn thứ ba là thuộc về ai. Tại vì đó là một địa chỉ ví lớn mà có cái sự thu vào hay là cái sự di chuyển BTC ra khỏi ví liên tục. À, nhưng mà nhiều người trong thì crypto này họ không thích cái khái niệm này tại vì một trong những lý do mà nhiều người sử dụng crypto tại vì nó ít như gì là có một cái sự ẩn thân các bạn nhưng mà đây là một cái dịch vụ mà lại đi ngược lại với cái tư tưởng đó đối với thuận thì tôi cũng không quan tâm nhiều đâu các bạn tại vì các bạn biết là tất cả những thông tin này đều có sẵn trên mạng lưới hết và nếu như mà các bạn lỡ docs mình, có nghĩa là các bạn lỡ đưa cái địa chỉ ví của mình mà kết nối được với mình, giống như các bạn uh, chia sẻ trên mạng xã hội, rồi sau đó người ta lưu lại để biết, à uh, thì ra yeah, là địa chỉ ví này thuộc về thuận capital uh, thì cái đó không thể nào mà cứu vãn được các bạn các bạn đã lỡ rồi thì chỉ có cách là các bạn không sử dụng ví đó nữa mà thôi nhưng mà cũng rất là khó tại vì khi các bạn không sử dụng ví đó nữa các bạn tạo một ví mới các bạn di chuyển tiền một ví mới thì người ta vẫn có thể truy về cái uh, ví cũ được thì tất cả tài liệu đã có sẵn rồi chỉ là đây là một cái chợ để những người nào mà không rành uh, tìm kiếm thì có thể trả tiền cho người khác đi tìm kiếm thông tin đó giùm họ cái drama thứ nhì đó là cái uh, link refer của arkham intel này các bạn Tại vì uh, có rất là nhiều người đã chia sẻ link refer của cái dự án này ngày hôm nay Nhưng mà hồi sáng này đó thì uh, mọi người phải biết được là cái link refer đó Thì người ta có thể truy ra được là cái link refer đó là thuộc về email nào Tại vì uh, họ dùng một cái cách mã hóa gọi là B64 Các bạn có thể dễ dàng Google để mà giải mã được Giống như các bạn thấy người này đi chia sẻ cái link refer như các bạn nhìn thấy Khi mà thuần copy cái link refer này đây là một cái uh, sự chia sẻ đây cho những mà nào mà đã chia sẻ cái link refer của mình uh, từ hôm qua tới bây giờ thì cũng nên cẩn thận tại vì người ta có thể truy ra được cái địa chỉ email của các bạn giống như là đây là cái link refer đi thì cũng có thể copy cái link này và thuận có thể lên trên cái trang web là b64 deco tại vì họ sử dụng cái uh, cách này để mà mã hóa thì uh, chúng ta có thể paste cái link refer vào thì các bạn uh, sẽ bỏ cái phần này các bạn chỉ lấy cái phần cuối mà thôi Đây là cái phần kết nối với lại cái account của các bạn Với lại Arkham Intel Để họ có thể trả tiền refer được Nhưng mà đây là một cái sự mã hóa của email các bạn Chúng ta có thể bấm decode Thì các bạn sẽ thấy được là Thì ra cái người mà chia sẻ cái link này đó Email của họ khi mà họ dùng để mà đăng ký với lại Arkham Intel Đó chính là cái email này các bạn nhìn thấy trên bản hình thì sau khi mà mọi người biết được thông tin này thì đương nhiên có rất, rất nhiều người cũng phẫn nộ các bạn tại vì họ không muốn là cái email của mình bị leak ra bên ngoài đương nhiên đây chỉ là email mà thôi nhưng mà các bạn có thể trở thành một người mà người ta biết là trong thị trường crypto này người ta biết email của bạn sẽ trở thành một người mà nhận nhiều scam hơn sau này vân vân thì đương nhiên người không thích thì sau đó các bạn thấy được là Ark Invest cũng đã xin lỗi mọi người và họ cũng đã mã hóa lại một cách khác để không dễ dàng truy được email là ai cho nên những mà nào mà đã chia sẻ link từ hôm qua tới bây giờ thì cũng nên hiểu là mọi người có thể dễ dàng truy được email của bạn là gì nhưng mà khi mà họ đã update giống như mới đây rồi đó thì sẽ không còn dễ dàng tìm được email nữa và hồi sáng này thì thức dậy đó chúng ta cũng có khá nhiều post các bạn không biết tại sao mà có rất nhiều người chia sẻ là giá BTC trên sàn Binance chỉ còn có 27.000 và USDT chỉ còn có 91 cent mà thôi các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì trên Binance US Hồi sáng này các bạn thấy được là giá USDT chỉ có 91 cent và giá của BTC đó thì chỉ có 27.600 đô. Đương nhiên khi mà nhìn con số như thế này là thì người sẽ bị đứng tiền các bạn. Trời tại sao mà USDT bị mất pack nhiều như vậy? Nhưng mà thật ra không phải đâu. Như lần thường đã chia sẻ với các bạn đó, nhiều post này nó có nhiều phần không đúng. Trước hết các bạn đã thấy đây là giá trên Binance US mà thôi, không phải trên Binance.com. Thứ nhì nữa đó là đây là cái giá cho cặp USD nghĩa là cho cặp đô la mà thôi giống như là các bạn uh, mua bán BTC với lại đô la nhưng mà khi các bạn xem cặp BTC với lại đồng Tether đó thì giá vẫn như những sàn khác. Điều thứ ba lý do tại sao có hiện tượng này là vì Binance US đã mất đối tác ngân hàng như là họ đã thông báo cái đây một tháng rồi các bạn. Nếu có thể nạp đồng đô la vào để mua thì người ta đã làm đâu rồi. Tether nếu như mà có thể họ đã nạp đồng đô la vào để mua lại USDT trên sàn Binance US thì họ đã có lãi rồi các bạn. Tại vì những sàn khác đó thì đồng Tether vẫn là một đô la Và thứ tư Nếu như các bạn nghĩ là các bạn có thể dùng đồng Tether Swap qua đồng đô la Rồi sau đó các bạn mua thì sẽ có lời Cũng không có lời luôn các bạn Tại vì các bạn swap qua cũng mất là 10% Nói chung đó, cái hiện tượng này xảy ra Tại vì sàn Binance đã mất đối tác với lại ngân hàng Như thường đã chia sẻ ngày hôm qua Vì lý do đó tiền không thể nạp vào được Cho nên chúng ta mới thấy là cái hiện tượng là giá BTC so với đô la trên sàn này lại thấp hơn và Tether so với đô la cũng như vậy nhưng mà cái cặp BTC và Tether thì bằng những sàn khác và tại sao mà sàn Binance.com đương nhiên là họ không cho những người khác nạp vào nhưng mà không lẽ bản thân họ cũng không di chuyển tiền để mà tự thu mua được tại vì nếu như thu mua được Tether hay là BTC với giá rẻ như vậy đem vào sàn Binance họ đã có lời rồi nhưng mà nếu làm như vậy thì chẳng khác gì tự nói thẩm phán là SCC đã nói đúng rồi. Cả hai công ty là một và trong thỏa thuận với tòa thì các bạn đã nhớ là SCC không đóng băng tài sản của Binance US nhưng mà không cho phép tiền di chuyển giữa hai công ty như là thường đã chia sẻ trên màn hình các bạn đã thấy là Binance có vấn đề hay không thì đó là chuyện của thẩm phán và SEC cần chứng minh thôi chỉ chia sẻ về cái vấn đề là nhiều người nói là đồng Tether mất phép trên sàn Binance thì họ không đúng hoàn toàn các bạn họ chỉ đúng là trên sàn Binance US và vì một lý do này mà thôi chứ không phải là vì lý do là công ty Tether gặp vấn đề gì ngay thời điểm này nói tới Binance thì các bạn thấy là một trong những cái dex rất lớn trên BNB chain đó chính là PancakeSwap thì PancakeSwap đã có một cái giải pháp mới là giải pháp đám mây của Google các bạn à, và họ sử dụng giải pháp đám mây của Google như là Google Cloud đó thì để đảm bảo dịch vụ nhanh hơn ổn định hơn và đạt được 99.9 99,9% uptime à, thì chúng ta cũng đã thấy là nhiều những cái công ty bây giờ cũng đã có những cái thỏa thuận với lại uh, giải pháp của Google Cloud hay là Amazon Cloud hay là Alibaba vân vân à, thì các bạn đã thấy là những cái thông tin này chúng ta cũng nghe thường xuyên hơn nhưng mà trước đây đó các bạn đã thấy là thường chỉ có là công ty crypto chia sẻ là họ đã thành công có dịch vụ này và thường trước đây họ nói là một cái đối tác nhưng mà thật ra họ chỉ đơn giản là mua dịch vụ mà thôi nhưng mà những thời gian gần đây đó thì không phải các bạn những thời gần đây các bạn thấy được là Alibaba hay là Amazon hay là Google Cloud ngày hôm nay thì chính họ đã chia sẻ là họ sẽ hỗ trợ PancakeSwap bằng cách là cung cấp dịch vụ đám mây cái mình thường muốn nói đây với các bạn đó là mọi thứ đã thay đổi rồi Bây giờ các bạn thấy là ngay cả Google Cloud cũng đã chia sẻ bài viết trực tiếp trên trang web của họ về cái sự hợp tác này. Crypto đã trở thành một trong những cái phần quan trọng của Google các bạn. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là cập nhật liên quan tới Terraform Labs tại vì nhiều bạn cũng muốn biết là bây giờ thì ra sao cái dù Terra đã hơn một năm rồi thì có ra tòa hay không thì dựa theo thông tin thì ở Hàn Quốc hôm nay đã là cái phiên tòa đầu tiên nhưng mà cái người mà ra tòa lần này là Daniel Shin các bạn nghĩa là co -founder. Được. Tại vì các bạn đã biết là Do Kwon thì đã bị bắt ở Montenegro Thì cho tới bây giờ vẫn bị nhốt ở đó Và theo thượng nhớ là họ nói là nhốt 5 tháng Rồi sau đó mới dẫn độ về Hàn Quốc Thì bây giờ Daniel Shin là người mà ra tòa trước Và đang bị cáo buộc Đương nhiên là lường gạt những nhà đầu tư Và cáo buộc lường gạt tới mấy trăm triệu lần các bạn Nói chung đó, thì có hai cái lời cáo buộc Hiểu đơn giản như thế này Một là cáo buộc Daniel Shin và docon đã biết luna và ust từ ngày đầu tiên đã là một sự lừa đảo nghĩa là Terraform labs là một tổ chức lừa đảo gây dựng lên để lấy tiền của những nạn nhân nếu như mà không phải đây nữa đó thì họ nói là cho dù ust thật sự sụp đổ tại vì cái hệ thống nó không được gây dựng chắc chắn đây là một điều đáng tiếc xảy ra nhưng mà những người này giống như là daniel shin thì bản thân daniel shin đã là người nắm bắt được thông tin thì đã biết được USC đã có, đã có sự cố xảy ra nhưng mà vẫn cố nói với nhà đầu tư là không vấn đề gì hết và trục lợi tại vì đã thoát ra trước khi mà mọi việc rõ ràng khiến cho nhiều đầu tư tin tưởng họ lại đến phút cuối rồi họ lại mất tiền đó là cái sự cáo buộc liên quan tới theo phong và như thường chia sẻ người ra tòa bây giờ là Daniel Shin khi mà Dogecoin về nước đó thì lúc đó Dogecoin mới ra to và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.